가끔씩 너가 나를 볼 때 너처럼 나는 나를 못 봐. 여기 나는 너무 작고 금방이라도 곧 사라질 것만 같아. Hello, hello. Sao quay trở lại cùng video SWAT và review song mới rồi đây. Hôm nay Sao lại có một bộ song hot hit nữa mà chị em mình cũng đã request ra rất là nhiều, chính là Eclipse Blur Powder Tint. Từ đợt Eclipse comeback thành công với Water Clay Tint á, thì Sao đã bắt đầu tâm tia lại hãng này rồi. Tới quả Blur Powder Tint này nữa thì phải thật là không uổng công mong chờ luôn. Bao bì son siêu đẹp với concept thơ thơ vintage, từ hộp giấy đến thỏi son. Shape son thì dạng trụ vuông dài với nắp màu be nude, thân trong mài lì nhẹ, có thể nhìn xuyên thấu được kem son. Đặc biệt là ở phần thân son còn có các hạt màu be nude vẫy li ti lên trên, kiểu style như là một tấm ảnh bị nhòe với các vết xước ý. Đúng chuẩn vintage cũ cũ lạ mắt on trend luôn. Lần đầu tiên mà Sao mới thấy bao bì son hay ho có concept mới lạ như vậy, cho nên vỗ tay chặt clip liền. Bao bì son thì đúng xinh luôn, mà chất liệu nhựa dày đúc khiến em ấy nặng tay và sang xịn nữa. Mút cỏ son là dạng mút bông thẳng được bo tròn nhọn lại ở đỉnh. Bản màu Eclipse Blur Powder Tint thì được trình làng với 5 màu son. Hôm nay sẽ swatch và review đủ cả 5 liền cho chị mình đây. Mở đầu bản màu 01 sắc Coral là sắc be cam ẩn xíu nâu vàng nhẹ nhàng thanh thoát. Màu son hơi nhẹ cho nên sẽ khuyến khích chị mình nên kết hợp cùng make up. Son không kén tone da nhưng mà sẽ hơi làm xịn ố miên răng tự nhiên nhẹ. Chiếc son Blur Powder Tint của Eclipse thì có kết cấu xốp mịn, lên màu chuẩn và cho finish blurry mờ lì. Son khá là xốp nhưng mà khi tán thì sẽ thấy rất là mịn á, không bị bồ cũng không bị khô. Riêng màu 01 thì sẽ thấy chắc là do đặc tính của màu Coral mà son không được mịn và không được mềm như các mẻ son còn lại. 02 Russet Orange là đỏ gạch với nhiều nâu cam, siêu đẹp và trendy luôn. Màu son có nâu cam nhiều mà còn thuộc về tông ấm nữ, cho nên chị em mình nên cân nhắc về khoảng men răng thôi. Chứ son dễ dùng, không kiến tông da cũng không đòi hỏi make up đi kèm đâu. Chiếc son này của Eclipse thì có mùi thơm chocola siêu yummy và rõ ràng dễ ngửi mỗi lần mà Sao đánh son. Cẩn thận thì không lại thèm quá ăn son mất. Mùi này thì thơm rõ nhưng mà ngon lành và dễ chịu lắm nên Sao mê ghê. Thật sự là từ chiếc son đến mùi hương em này giống hệt như là Beauty Velvet xin của Roman ấy. Sao thấy hai chiếc son này thì siêu siêu giống nhau luôn. 03 New Chili Red là sắc đỏ nâu với base hồng, thuộc về tông lạnh. Vì có đỏ chiếm thế trội cho nên màu son này cũng rất là dễ dùng, không kén tone da hay là làm xịn men răng đâu. Son cũng không đòi hỏi chị em mình phải make up đi kèm. Chiếc son này vừa mịn chuẩn blurry, xốp mịn dễ tán, cùng một màu son có thể tán ra được nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau, cũng rất là dễ phối màu hòa vào nhau rất là đẹp. Son có độ ẩm nhẹ chứ không khô môi đâu. Tuy nhiên sau tầm từ 2 đến 3 tiếng dùng thì son cũng bay dưỡng làm se môi, lộ vân môi nhẹ nhẹ. 04 Mountain Brown đích thị là màu son mà Sam mê nhất. Hỗn hợp nâu đỏ cam hinh vàng ấm này đã quá là quen thuộc với chị em mình rồi. Là một màu vừa xinh vừa trendy dễ dùng, không có khuyết điểm gì cả. Chiếc son Eclipse Blur Powder Tint thì ngoại trừ màu 05 sẽ để lại stain hồng neon ra, thì các màu còn lại không có stain màu. Son sẽ để lại dấu màu mờ khi va chạm. Chúng mình sinh hoạt thì sẽ thấy son bán được tầm từ 3 đến 5 tiếng. Màu son cuối cùng 05 Deep Strobe là tông hồng đỏ trầm có độ rực nổi bật. Riêng màu này thì Sao thấy có stain hồng rõ quá. Khi mà đánh lên môi thì son không lên trầm do bị chói quá nhiều ánh hồng. Màu son thuộc về tông lạnh cho nên sẽ hơi kiến da cho các bạn da ngâm hoặc là có undertone da ấm rõ. Son cũng sẽ làm xịn men răng rất là rõ ràng. Đẹp nhất để dùng màu này thì là các bạn sở hữu da trắng răng trắng nha. Tổng quan mà nói thì Sao thấy Eclipse đã có một cuộc trở lại thành công nữa với Blur Powder Tint. Sao thấy từ chiếc son đến bao bì rồi cả bản màu đều rất là ổn luôn á. Nếu mà chị em mình thích chiếc Velvet Tint hoặc là Blur Tint cho finish chuẩn blurry mờ lì, hoặc là đơn giản chị em mình thích Multi Velvet Tint của Roman thôi, thì Sao nghĩ thỏi son này cũng sẽ được lòng chị em mình cho coi. Hai màu mà Sao thích nhất là 04 và 02 nhiên. Sao mua trên Shopee thì son được bán giá 159.000, cũng khá là êm túi. Trên thang điểm 10 thì Sao xin chào Eclipse Blur Powder xin 9.5 đáng mua hen. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sao cảm ơn chị em mình thiệt nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Bitin Yawang nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye 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 bye.